안녕하세요. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên của tuần thứ 4 trong cái môn học Chokup Hankuko Mun Verb Y. Thế và buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ có một số các cái cấu trúc ngữ pháp như sau. Trước tiên là cấu trúc mùa ư miên an thê tà. Đây là cái cấu trúc mà chúng ta đã được làm quen trong cái buổi học lần trước rồi. Trong cái cấu trúc mà mùa ao tô thuyền tà, thế và khi mà trả lời ở dạng phủ định thì nó sẽ có cái dạng là mùa ư miên ăn thề tà, các bạn đã được làm quen rồi đúng không? Nếu như làm việc gì đó thì không được, đấy là cái nghĩa của cái cấu trúc này. Thế và cấu trúc này thì sẽ luôn luôn là đi với động từ. Và bây giờ thì thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một số các cái ví dụ trong cái cấu trúc ngữ pháp này nhé. 내일 회의는 9시에 합니다. 지각하면 안 됩니다. 제가 중요한 일이 있어서 내일 회의에 빠져도 됩니까? 회의에 빠져도 되는데 보고서를 제출하지 않으면 안 됩니다. 네, 알겠습니다. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 내일 회의는 9시에 합니다. 지각하면 안 됩니다. 내일 회의는 9시에 합니다. 지각하면 안 됩니다. 제가 중요한 일이 있어서 내일 회의에 빠져도 됩니까? 제가 중요한 일이 있어서 내일 회의에 빠져도 됩니까? 회의에 빠져도 되는데 보고서를 제출하지 않으면 안 됩니다. 회의에 빠져도 되는데 보고서를 제출하지 않으면 안 됩니다. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 아, 맞네. 우리가 phải đọc là 제출하다. 지금 phải là 제출하다. 제출. 내일 회의는 9시에 합니다. 회의 là các bạn đã biết từ này rồi đúng không? Là buổi họp. Cái buổi họp ngày mai thì sẽ làm vào lúc 9 giờ. 9시에 합니다. 지각하면 안 됩니다. 지각 ở đây là gì? Đến muộn. Đến muộn hay là không đúng giờ đó. 지각하다. 안 됩니다. Nếu mà đến muộn là không được. Nếu như chúng ta chuyển sang những cái từ mà là đến muộn thì là như nào nhỉ? Nếu đến muộn. 늦게, 늦게 오면, 그리고 늦게 오면 안 됩니다. 해라, 지각하면 안 됩니다. 제가 중요한 일이 있어서 내일 회의에 빠져도 됩니까? 제가 중요한 일이 있어서 중요한 일이, đây là cấu trúc định ngữ đúng không? Là gì? Việc quan trọng. Tôi có việc quan trọng. Thế cho nên 내일 회의에 빠져도 됩니까? 빠치다 nó là cái từ ví dụ như là khi các bạn sắp xếp một cái gì đó nhưng có một cái gì đó bị sót đi chẳng hạn, thì khi đó chúng ta nói là spachita, tức là có một cái gì đó bị bỏ sót lại. Thế và ở đây trong trường hợp này thì chúng ta không thể dịch là như vậy, mà chúng ta nói là trong cái cuộc họp ngày mai tôi không tham gia có được không? Đúng rồi, là có thể dịch là vắng mặt. Và tham gia là gì nhỉ? Tham gia hata đúng không? Hay là chăm sóc hata? Tham gia hay là chăm sóc hata? Tham gia. Cái buổi họp ngày mai tôi không tham gia có được không? Bạn sẽ chuyển sang như thế nào nhỉ? 내일 회의에 참석하지 않아도 됩니까? Đúng không? 내일 회의에 chăm sóc hay là tham gia hachi an nato thêm nỉ cá. Nếu tôi không tham gia cái buổi học ngày mai thì có được không? Heye pachito thuyende bogoseureul jeulhaji anneumyeon an deumnida. Heye pachito thuyende, bạn có thể vắng mặt, bạn vắng mặt thì cũng không sao, cũng được. Thế nhưng bogoseureul jeulhaji anneumyeon an deumnida. Bogoseo Bokohata là báo cáo. Thế và Bokoseo là bản báo cáo. Các bạn
tôi sẽ cho các bạn biết một từ, đó là từ mun sơ. Mun sơ là cái từ văn, tức là theo tiếng Hàn nó là văn tự nói chung. Thế và các bạn để ý như ban nãy chúng ta có một từ là chà ki, trong bài học lần trước chúng ta có một từ là chà ki sô gây sơ đúng không? Thế và đây là phù cô sơ. Cái từ sơ này nó chính là từ tiếng Hán là tự, văn tự, tức là khi mà gắn với các cái từ thì nó có cái nghĩa, sẽ chuyển cái nghĩa đó sang là văn tự. Ví dụ như là phù cô là báo cáo, thế và phù cô sơ là bản báo cáo. 보고서를 제출하지 않으면 안 됩니다. Nếu như mà không nộp báo cáo thì không được. Và vắng mặt trong buổi họp thì được, nhưng mà không nộp báo cáo thì không được, đúng không? 네, 알겠습니다. Vâng, tôi đã biết rồi. Chúng ta chuyển sang một ví dụ tiếp theo. Và các bạn cùng nghe thầy Hơ Tông Hoan đọc nhé. 극장 안에서 전화를 받으면 안 돼요. 그러면 전화기를 꺼야 되겠네요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 극장 안에서 전화를 받으면 안 돼요. 극장 안에서 전화를 받으면 안 돼요. 그러면 전화기를 꺼야 되겠네요. 그러면 전화기를 꺼야 되겠네요. 전화기를 꺼야 되겠네요. 전화기를 꺼야 되겠네요. Đúng rồi. Các bạn lưu ý là khi chúng ta đọc ấy thì chúng ta có thể ngắt giữa câu, thế nhưng các bạn lưu ý là phải ngắt khi mà đã kết thúc một từ, chứ chúng ta không được kết thúc trong một từ hay là trong một cái cấu trúc ấy, ngữ pháp ấy, thì chúng ta phải đọc liền hết, sau đó thì là chúng ta mới được ngắt cái từ đó ra. 극장 안에서 전화를 받으면 안 돼요. 극장, chúng ta đã biết từ này rồi đúng không? Đây là từ rạp hát hay là rạp chiếu phim. 안에서 là ở bên trong. Ở bên trong rạp hát thì 전화를 받으면 안 돼요. Nếu không được nhận điện thoại, nếu mà nhận điện thoại thì không được. 그러면 전화기를 꺼야 되겠네요. 그러면 là gì nhỉ? Nếu vậy thì 전화기, 전화기 là máy điện thoại, 전화, 전화 하다 là gọi điện đúng không? Động từ. Thế và 전화기 là máy điện thoại. 전화기를 꺼야 되겠네요. Nếu vậy thì phải, chúng ta phải tắt máy điện thoại đi. 꺼야, đây cái từ nguyên dạng của cái từ tắt ấy là 끄다. 끄다. Thế nhưng nó kết hợp với cái cấu trúc là phải, mô mô a ơ ya là phải đúng không? Thì cho nên là nó cái chữ ư này nó đã được chuyển thành chữ ơ. Cơ ya thì kết nếu. Chúng ta chuyển sang một cái ví dụ tiếp theo nữa trong phần này. Các bạn nghe thầy Hơ Tông Hoan đọc nhé. 쓰레기를 함부로 버리면 안 됩니다. 저는 항상 쓰레기통에 버립니다. 여러분 따라해 보세요. 쓰레기를 함부로 버리면 안 됩니다. 쓰레기는 함부로 버리면 안 됩니다. 저는 항상 쓰레기통에 버립니다. 저는 항상 쓰레기통에 버립니다. 쓰레기통. 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 그러니까 쓰레기를 함부로 버리면 안 됩니다. 쓰레기라 rác. Thế và hamburo là bừa bãi. Đây là một từ đó, hamburo, bừa bãi. Berita, berita là bỏ. 쓰레기를 함부로 버리면 안 됩니다. Không được bỏ rác, vứt rác bừa bãi. 저는 항상 쓰레기통에 버립니다. Các bạn thấy có từ thêm một cái từ 쓰레기, nó thấy ghép thêm một cái từ thông ở đây thì có nghĩa là gì nhỉ? Thùng rác. Thùng rác. Hăng xăng là luôn luôn. Tôi luôn luôn bỏ vào thùng rác. Ví dụ tiếp theo. Mời các bạn nghe thầy Hơ Tông Hoan đọc nhé. 학생은 담배를 피우면 안 돼요. 네, 학생은 하면 안 되는 일이 많아요. 네, 다시 한번 따라해 보세요. 학생은 담배를 피우면 안 돼요. 학생은 담배를 피우면 안 돼요. 네, 학생은 하면 안 되는 일이 많아요. 네, 학생은 하면 안 되는 일이 많아요.
학생은 담배를 피우면 안 돼요. 담배. là gì nhỉ? Thuốc lá, đúng không? 담배를 피우다 là hút thuốc. Học sinh thì không được hút thuốc lá. Thế và 네, 학생은 하면 안 되는 일이 많아요. Các bạn thấy đây là một cái cấu trúc định ngữ và nó đã được đảo ngược lên rất là nhiều. Học sinh thì có rất nhiều việc mà học sinh không được làm, đúng không? Chúng ta dịch thuần Việt, thuần ra tiếng Việt là không được làm. Thế còn đây là nó là gì? Nếu làm thì không được. Cái việc mà nếu làm thì không được. Cấu trúc định ngữ. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của cái phần 1 này. Và bạn đặt cho tôi một ví dụ với cái cấu trúc này. Muốn một ưu miên ảnh thầy ta. 수업 시간은 전화 받으면 안 돼요. Đúng rồi. 수업 시간에 수업 시간에 전화를 받으면 안 돼요. Trong giờ học thì không được nhận điện thoại, đúng không? Chúng ta chuyển sang một cái cấu trúc pháp thứ hai trong bài ngày hôm nay. Đó là 뭐 뭐 는지 안다 và 뭐 뭐 는지 는지 안다 và 뭐 뭐 ư 니엔지 안다. Cái cấu trúc này chúng ta sẽ về nghĩa ấy, thì nó có cái nghĩa là biết làm một cái việc gì đó. Thế và nó sẽ đứng sau, kết hợp sau với cả động từ đứng trước cái mồ mô nình chi hay là mồ mô ư niền chi an ta. Như các bạn đã biết là trong tiếng Hàn thì người ta không bao giờ người ta kết hợp liền giữa hai động từ hoặc là hai thính từ với nhau. Bởi vậy mà giữa nó bao giờ cũng phải sinh ra một cái cấu trúc ngữ pháp nào đấy. Thế và trong trường hợp này là mồ mô nình chi, xong rồi mới đến an ta, hay là ư niền chi. Thế và chắc các bạn cũng đã biết là khi nào thì dùng nên và khi nào thì dùng ư niên rồi, đúng không? Khi động từ đó có bạch chim, tức là có phụ âm cuối, thì chúng ta sẽ dùng một mô ư niên chi an ta. Thế còn khi nó không có phụ âm cuối thì sẽ là nên chi an ta. Thế và khi và có một cái động từ nữa đó là y tà đó, thì chúng ta cũng kết hợp với ư niên chi, tức là khi kết hợp vào động y thì nó là không có phụ âm cuối, thế cho nên là nó sẽ kết hợp liền cái niên vào, tức là in chi. Các bạn đọc xem ví dụ thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nhé, và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe ví dụ. 한국 사이버 대학교가 어디에 있는지 알아요? 보라매 공원 근처에 있어요. 네, 따라해 보세요. 한국 사이버 대학교가 어디에 있는지 알아요? 한국 사이버 학교가 어디 있는지 아세요? 알아요. 보라매 공원 근처에 있어요. 보라매 공원 근처에 있어요. 그래서 한국 사이버 대학교가 어디에 있는지 알아요? hay là 어디에 있는지 아세요? 그래서 chúng ta dùng với cái cấp độ kính trọng hơn. Hankuk Cyber Theakyo chính là trường đại học mà chúng ta, mà các bạn đang học đây, đúng không? Và ở đây câu hỏi của nó là gì nhỉ? Bạn có biết trường đại học Cyber Hàn Quốc ở đâu không? Eotie itneunji ở đâu, đúng không? À đấy. Borame Gongwon geuncheoe isseoyo. Trường đại học của chúng ta là nằm trong một cái tòa nhà ở gần một cái công viên gọi là công viên Borame. Thế và ở đây là 보라매 공원 근처에 있어요. 근처 là gần, ngay gần. 보라매 공원 là công viên 보라매. Có ở ngay gần công viên 보라매. Các bạn đọc tiếp một ví dụ tiếp theo trong trường hợp này nhé. 네, 그 사람이 누구인지 아세요? 그 사람이 KBS의 유명한 아나운서예요. 예, 여러분 한번 따라해 보세요. 그 사람이 누구인지 아세요? 그 사람이 누구인지 아세요? 그 사람이 KBS의 유명한 아나운서예요. 그 사람이 KBS의 유명한 아나운서예요. 그 사람이 누구인지 아세요? là gì nhỉ?
Bạn có biết đó, người đó là ai không? 누구인지. Các bạn thấy ở đây người ta đã dùng phối kết hợp với cả 이다. Thế và 아세요? 안다. Cái động từ 안다 biết, thế nhưng khi kết hợp với cái đuôi đằng sau là 시업, thế cho nên liền của nó đã bị biến mất đi đúng không? Bạn thấy ở đây nó chỉ còn là 아세요. 그 사람이 KBS의 유명한 아나운서예요. À, người đó là một cái announcer, là phát thanh viên, một phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình KBS. Yumiang Han ta là gì nhỉ? Nổi tiếng. Yumiang Han là announcer, là một phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình KBS. Chúng ta chuyển sang một cái ví dụ tiếp theo nữa. Nè, xin xin em hãy bật mic cho xéo. 그 친구가 뭘 하고 있는지 알아요? 지금 아마 도서관에서 공부하고 있을 겁니다. 그 차가 얼마인지 아세요? 그 차는 비쌀 것 같아요. 이 문제를 어떻게 해결하는지 아세요? 잘 모르는데요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 그 친구가 뭘 하고 있는지 알아요? 그 친구가 뭘 하고 있는지 알아요? 지금 아마 도서관에서 공부하고 있을 겁니다. 지금 아마 도서관에서 공부하고 있을 겁니다. 그 차가 얼마인지 아세요? 그 차가 얼마인지 아세요? 그 차는 비쌀 것 같아요. 그 차는 비쌀 것 같아요. 비싼 것 같아요. 비싼 것 같아요. 이 문제를 어떻게 해결하는지 아세요? 이 문제를 어떻게 할까 하는지 아세요? 어떻게 해결하는지. 해결하는지. 잘 모르는데요. 잘 모르는데요. 그래서 또 sẽ giải thích những cái ví dụ này. 그 친구가 뭐 하고 있는지 알아요? 라지냐? Anh có biết là bạn đó đang làm gì không? Mua ha cô ít nên chị à đấy. Chỉ cần amado, ama tố sơ quan này sơ cùng bu ha cô ít sư cầm gì ta. Chỉ cần là gì nhở? Bây giờ ama là có lẽ là bây giờ anh ấy đang học ở thư viện. Tố sơ quan này sơ cùng bu ha cô ít sư cầm gì ta. Chắc là anh ấy sẽ đang học ở thư viện. Và có cấu trúc mùa ul cosita, mùa ul cầmnita này chính là cái cấu trúc thể hiện thời tương lai đó. Ở đây chúng ta có thể thấy, có thể nói là đây là thời tương lai tiếp diễn. Có lẽ là anh ta sẽ đang học ở thư viện. 그 차가 얼마인지 아세요? 차 là gì nhỉ? Ở đây ô tô. Cái xe, bạn có biết là cái xe này bao nhiêu tiền không? 얼마인지 아세요? 그 차는 비싼 것 같아요. Cái xe đó thì, xin lỗi các bạn, cái ô tô đó thì có vẻ là đắt. 비싼 것 같아요. 이 문제를 어떻게 해결하는지 아세요? 문제 là vấn đề đúng không? 어떻게 해결하는지, 해결하다, giải quyết. Bạn có biết giải, bạn có biết là vấn đề này phải giải quyết như thế nào không? 어떻게 해결하는지 아세요? 잘 모르겠는데요. Tôi không biết, không biết phải làm như thế nào cả. 예문 하나 만들어주세요. 약국 어디 있는지 아세요? 약국 어디에 있는지 아세요? 그래서 약국은 사이버 대학교 옆에 있습니다. Tức là gì nhỉ? Yak cúc, các bạn đã biết từ này chưa nhỉ? Yak là thuốc đúng không? Còn yak cúc là hiệu thuốc. Yak cúc ở đi, yak cúc gần ở đi e ninji aseo. Yak cúc gần cyber theo yope ismida. Là tôi đã nói là hiệu thuốc thì nằm ở bên cạnh của trường đại học cyber theo kyo, trường đại học cyber yope. Yope là gì nhỉ? Bên cạnh. Nằm ở đằng sau là gì nhỉ?
뒤에 뒤에 thế bạn nằm ở đằng trước là gì? Tuy, đúng rồi, tuy là đằng sau, còn ạp là đằng trước. Chúng ta chuyển sang một cái phần tiếp theo nữa, đó là cái cấu trúc mùa mùa ư liên chi mô đư tả. Đó là cái cấu trúc này thì nó trong trường hợp này mà hôm nay chúng ta học ấy, thì nó là biểu thị cái sự dự đoán hoặc là giả định về một cái sự việc nào đó đã xảy ra ở hiện tại hay là sự việc đã xảy ra ở trong quá khứ. Thế tức là khi mà dịch ấy thì sẽ phải tùy theo từng cái ngữ cảnh, tùy theo từng tình huống mà chúng ta có cái cách dịch khác nhau. Thế nhưng mà ở đây thì trong một số trường hợp nói chung ấy thì có thể dịch là không biết chừng hay là có lẽ là. Các bạn đọc ví dụ cụ thể nhé, và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc một lượt cho các bạn nghe. 그는 지금 어디에 있어요? 이 사간에 이 시간에 퇴근하고 집에 갔을지 몰라요. 한번 따라해 보세요, 여러분. 그는 지금 어디에 있어요? 그는 지금 어디에 있어요? 이 시간에는 퇴근하고 집에 갔을지 몰라요. 이 시간에는 퇴근하고 집에 갔을지 알아요? 몰라요. 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 Xin lỗi các bạn, bởi vì ở đây có một chữ bị viết sai, đó là 시간 chứ không phải là 사간. 그는 지금 어디에 있어요? Là gì nhỉ? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Thế và bạn nói rằng 이 시간에 퇴근하고 집에 왔을지 몰라요 hay là 집에 갔을지 몰라요. 이 시간에 là gì nhỉ? Vào cái thời gian này hay là vào lúc này thì có lẽ là anh ta đã, không biết chừng thì anh ta đã 퇴근하다 tức là kết thúc công việc và đi về nhà đó. Đã đi tức là trong trường hợp này thì là gì nhỉ? Đã hết việc và đi về nhà rồi. 집에 갔다. 집에 왔을지 hay là 집에 갔을지, có lẽ là anh ta đã về đến nhà rồi. 왔을지 몰라요. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái ví dụ, một số những ví dụ tiếp theo trong trường hợp này. 방학인데 외국인 학생들이 고향에 안 가요? 연락이 안 돼서 벌써 갔을지 모릅니다. 그 학생은 오늘 또 학교에 안 왔지요? 아니요, 왔어요. 지금 열심히 공부하고 있을지 몰라요. 네, 여러분 한번 따라해 보세요. 방학인데 외국인 학생들이 고향에 안 가요? 방학인데 외국인 학생들이 고향에 안 가요? 연락이 안 돼서 벌써 갔을지 모릅니다. 연락이 안 돼서 벌써 갔을지 모릅니다. 그 학생은 오늘 또 학교에 안 왔지요? 그 학생은 오늘도 학교에 안 왔지요? 아니요, 왔어요. 지금 열심히 공부하고 있을지 몰라요. 아니요, 왔어요. 지금 열심히 공부하고 있을지 몰라요. 방학인데 외국인 학생들이 고향에 안 가요? 방학인데 là gì nhỉ? Bây giờ là kỳ nghỉ. 여름 방학 là nghỉ hè, đúng không các bạn? 여름, mùa hè. Thế và kỳ nghỉ đông là gì nhỉ? 겨울 방학. 겨울 방학 là kỳ nghỉ đông. Hàn Quốc có một kỳ nghỉ đông nữa, tức là vào tầm khoảng độ giữa tháng 12 cho đến đầu tháng 3. Đầu tháng 3 thì mới bắt đầu vào năm học mới. Thế và sinh viên Hàn Quốc thì có thể được nghỉ 2 kỳ trong một năm, mỗi kỳ khoảng hơn 2 tháng. 방학인데 외국인 학생들이 고향에 안 가요? Và kỳ nghỉ thế này, thế nhưng mà những cái sinh viên người nước ngoài thì 고향에 안 가요? Là không đi về, không về nhà, không về quê à?
Với cúc kinh hắc sen, từ các bạn có thể hiểu ở đây, ở người Hàn ấy thì người ta dùng cái từ như trong tiếng Việt của chúng ta, học sinh và sinh viên thì phân biệt rất là rõ ràng đúng không? Nhưng mà ở với người Hàn thì người ta dùng chung cả hai cái từ này với nhau. Thế nhưng nếu khi nào bạn muốn nhấn mạnh là bạn là sinh viên đại học chứ không phải là học sinh cấp 2, cấp 3 thì chúng ta thêm một cái từ the vào trước hắc sen, là the hắc sen. The hắc sen là sinh viên đại học. Còn thông thường thì người ta dùng cái từ hắc sen nói chung thôi. Yeonlaki an daeseo beolseo gatseunji moreumnida. Yeonlaki an daeseo là gì? Không liên lạc được. Yeonlak là liên lạc. Không liên lạc được thì cho nên là beolseo gatseunji moreumnida. Beolseo là đã rồi, chỉ một cái sự việc đã xảy ra. Beolseo gatseunji moreumnida có lẽ là đã về rồi, cũng không biết, không biết chừng là có lẽ là đã về rồi đúng không? 그 학생은 오늘도 학교에 안 왔죠? Cái học sinh đó thì ngày hôm nay cũng không đến trường có phải không? 아니요, 왔어요. Không, anh ta đã đến. 지금 열심히 공부하고 있을지 몰라요. Có lẽ là bây giờ anh ta đang, không biết chừng là bây giờ anh ta đang học rất là chăm chỉ, đúng không? 지금 열심히 공부하고 있을지 몰라요. 예문 하나 만들어 주세요. 메인 그 사람은 어디에서 만난지 몰라요. 내일 내일 그 사람을 어디에서 만난지 그 사람을 어디에서 만난지 어디에 만난지 몰라요. Tôi đã viết ở đây cho các bạn. 내일, 내일에 해라. 내일은 그 사람을 어디에 만날지 몰라요. Ngày mai thì tôi không biết là phải gặp cái anh người đó ở đâu đúng không? Các bạn lưu ý khi mà chúng ta phát âm ấy, những cái từ mà có bật chim là liền thì các bạn nên chú ý là để chúng ta uốn lưỡi để phát âm rõ cái tiếng nó ra. Ví dụ như là neil. Ban nãy bạn đã đọc là nein. Thì cái từ in này nó đã chuyển thành là cái từ nhân. Như ban nãy tôi đã nói từ nhân có nghĩa là người á. Thế và ví dụ như là mannanchi, nếu chúng ta đọc uốn lưỡi lên để thể hiện phát âm được cái từ liền mannanchi thì có nghĩa, thì đó chính là chúng ta đã thể hiện là cái thời tương lai, tức là chưa biết là sẽ gặp ở đâu. Thế còn nếu bạn nói là mannanchi thì câu đấy sẽ trở thành câu sai, bởi vì là nó sẽ trở thành cái quá khứ. Liền với liền nó có khác nhau như vậy. Mannanchi thì có nghĩa là đã gặp, thì chúng ta không thể nói là đã, không biết là đã gặp ở đâu đúng không? Đó là những cái ví dụ của cái phần mô mô ư liên chi mô rư tạ. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc tiếp theo trong cái bài ngày hôm nay, đó là Ulmana và mô mô ư liên chi mô rư tạ. Đây cũng là cái cấu trúc mô mô ư liên chi mô rư tạ, thế nhưng lại kết hợp thêm với cái từ Ulmana. Ulmana ở đây nó là cái từ chỉ mức độ, tức là không biết, thường là chỉ ở trong những cái trường hợp này là người ta thường nói đến những cái trường hợp là mức độ nhiều á, tức là nhiều, không biết là nhiều đến mức nào, không biết là nhiều đến bao nhiêu á. Và nếu cấu trúc này dùng ở thời quá khứ thì nó sẽ có cái dạng là mùa mùa Ulmana, sau đó mùa mùa Ninji mùa Lio. Thế và khi sử dụng với động từ hành động thì nó sẽ có, xin lỗi các bạn, ở đây nếu như thời quá khứ thì nó sẽ là ân chi chứ không phải là nhân chi. Thế và với động từ hành động thì nó có dạng là mô mô nhân chi mô lèo, và nhất thiết là phải có trạng từ chỉ mức độ đi kèm. Các bạn đi vào những cái ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Và thầy Hô Tông Hoan sẽ đọc một lượt cho các bạn nghe toàn bộ những cái ví dụ này nhé.
네, 선생님 이거 주세요. 그녀는 영어를 얼마나 잘하는지 몰라요. 오늘은 날씨가 얼마나 좋은지 몰라요. 등산 갔다 와서 얼마나 피곤한지 몰라요. 어젯밤 늦게 왔어요. 어머니께서 얼마나 많이 걱정하셨는지 몰라요. 그 음식을 처음 먹었는데 얼마나 맛있었는지 몰라요. 요즘에 회사 일이 얼마나 바쁜지 몰라요. 제가 장학금을 받아서 부모님이 얼마나 기뻐하시는지 몰라요. 아, 예. 그리고 여러분 한번 따라 해보세요. 그녀는 영어를 얼마나 잘하는지 몰라요. 그녀는 영어를 얼마나 잘하는지 몰라요. 얼마나 잘하는지. Bạn lưu ý là cái liền là nó luyến sang cái hiệt ở đằng sau. 오늘은 날씨가 얼마나 좋은지 몰라요. 오늘은 날씨가 얼마나 좋은지 몰라요. 등산 갔다 와서 얼마나 피곤한지 몰라요. 등산 갔다 와서 얼마나 피곤한지 몰라요. 어젯밤 늦게 왔어요. 어젯밤 늦게 왔어요. 어머니께서 얼마나 많이 걱정하셨는지 몰라요. 어머니께서 얼마나 많이 걱정하셨는지 몰라요. 그 음식을 처음 먹었는데 얼마나 맛있었는지 몰라요. 그 음식은 처음 먹었는데 얼마나 맛있었는지 몰라요. 요즘에 회사 일이 얼마나 바쁜지 몰라요. 요즘에 회사 일이 얼마나 바쁜지 몰라요. 제가 장학금을 받아서 부모님이 얼마나 기뻐하시는지 몰라요. 제가 장학금을 받아서 부모님이 얼마나 기뻐하시는지 몰라요. 그래서 아 그녀는 영어를 얼마나 잘하는지 몰라요. 그녀는 라지냐? 아, 고아이? 고아이? Thế khi nếu là đây là trường hợp là con trai thì bạn sẽ dùng như thế nào? 그는 그는 thì là anh ấy. 그녀는 영어를 얼마나 잘하는지 몰라요. 아, cô ấy thì giỏi tiếng Anh rất là, tức là ở đây là rất là giỏi tiếng Anh ấy. Giỏi đến mức nào không thể tả được ạ. Tức là ở đây trong những cái ví dụ mà có dùng cái cấu trúc là 얼마나 하는지 모르다 này thì các bạn thấy là bao giờ nó cũng có nó ở cái dạng như là một câu cảm thán ấy. Thế và khi nói thì người ta thường rất là nhấn mạnh ở cái chữ 얼마나. 얼마나 잘하는지 몰라요. Không biết là giỏi đến mức nào. Ví dụ thứ hai. 오늘은 날씨가 얼마나 좋은지 몰라요. Thời tiết ngày hôm nay thì rất là tốt và tốt đến mức mà không thể kể nổi, tức là kiểu là như thế. 등산 갔다 와서 얼마나 피곤한지 몰라요. 등산 가다 là đi leo núi. 등산 갔다 와서 갔다 오다 có nghĩa là đi xong rồi về. Ta chỉ một cái hành động đã kết thúc, là bạn đã đi đâu đó và đã quay trở về. 집에 갔다 왔다 tức là đã đi xong rồi là quay về nhà. 얼마나 피곤한지 몰라요. 피곤하다 là gì nhỉ? Mệt mỏi. Đi leo núi về thì tôi đã mệt mỏi, không biết bao nhiêu mà kệ. 어젯밤 늦게 왔어요. Đây là gì nhỉ? 어젯밤 늦게 왔어요. Ngày hôm qua thì tôi đã về muộn, về rất là đêm, rất là khuya. 밤 là đêm. 밤 늦게 왔어요. 어머니께서 얼마나 많이 걱정하셨는지 몰라요. Ở đây các bạn thấy là có cái cách dùng là 어머니께서. Bình thường chúng ta có thể nói là 어머니는 nếu như đây là chủ ngữ đúng không? Ở trong câu này là
mẹ đã lo lắng rất là nhiều, mẹ đã lo lắng không biết bao nhiêu mà kể. Thế nhưng mà chúng ta đây là do là dùng kính trọng, chúng ta muốn thể hiện cái sự kính trọng đối với cái chủ thể của cái câu đó, thế cho nên chúng ta thay cái nên bằng từ kề sở. Mẹ tôi đã cực trân, đã lo lắng rất là nhiều. 그 음식을 처음 먹었는데 얼마나 맛있었는지 몰라요. 처음 là gì các bạn nhỉ? Lần đầu tiên, 처음. Chúng ta có một từ nữa có thể dùng là lần đầu tiên, đó là 첫 번째, lần đầu tiên. 첫 đó là lần đầu tiên đó. Có một từ nữa ví dụ như là 첫 인상. 인상 là ấn tượng. Thế và 첫 인상 cũng là ấn tượng đầu tiên. Các bạn có thể thêm cái từ chớt này vào trước những cái từ mà chúng ta muốn thể hiện cái ý nghĩa đầu tiên, ví dụ hay là chớt man làm hay là cái cuộc gặp đầu tiên chẳng hạn. Chớt xa rang là gì nhỉ? Mối tình đầu. Đúng rồi. Chớt xa rang tôi sẽ ghi ở đây cho các bạn. Cơm xích cơm 처음 먹었는데 hay là 첫 번째로 먹었는데 얼마 맛있었는지 몰라요. Tôi đã ăn cái món ăn đó lần đầu tiên, thế nhưng mà đã ngon vô cùng. 얼마나 맛있었는지. Bởi vì ở đây các bạn thấy cái vế trước của nó là 먹었는데, đã ăn lần đầu tiên, thế cho nên cái vế của đằng sau của chúng ta cũng phải dùng cái ở thời quá khứ là tôi đã ăn cái món ăn này lần đầu tiên, thế nhưng mà đã rất là ngon. Chúng ta nếu như chúng ta nói là 맛있는지 thì chỉ là ở thời hiện tại thôi, đúng không? Thế nhưng đây là thời quá khứ đi, cho nên là bạn phải thêm cái ớt vào. 요즘에 회사 일이 얼마나 바쁜지 몰라요. 요즘에 회사 일이 얼마나 바쁜지 몰라요 là gần đây thì công việc ở công ty thì rất là bận. Các bạn lưu ý ở đây tại sao mà lại dùng là niền chi một lời chứ không phải là ân chi, bởi vì đây là tính từ. Khi mà kết hợp với tính từ thì nó sẽ là kết hợp là nếu như động cái tính từ đó không có bạt chim thì nó sẽ kết hợp thẳng với niền. Thế và nếu như có bạt chim thì nó sẽ kết hợp với ân chứ không phải là nân. Nân thì kết hợp với động từ. Muốn muốn nân nân chi mô rư tà thì sẽ kết hợp với động từ. Còn với tính từ thì nó sẽ là ư hoặc là ân chi. Các bạn nhớ điều đó. 제가 장학금을 받아서 부모님이 얼마나 기뻐하시는지 몰라요. 장학금 là gì bạn nhỉ? Học bổng. 제가 장학금을 받아서 vì tôi được nhận học bổng. Thế cho nên là 부모님이 얼마나 기뻐하시는지 몰라요. Bố mẹ tôi đã rất là vui mừng. Các bạn lưu ý ở đây có cái từ 기뻐하시는지 몰라요. Là vui đúng không? 기쁘다. 기쁘다 là vui. Động từ nguyên thể của nó là 기쁘다. Thế nhưng khi kết hợp với 아요 thì nó sẽ có dạng là 기뻐요 đúng không? Thế nhưng các bạn lại thấy ở đây nó là cái dạng là 기뻐하다. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta nói là tôi vui, nó bảo về bản thân mình vui thì chúng ta sẽ dùng cái từ 기쁘다. Thế nhưng khi cái động từ đó nó là khách thể, tức là một người khác, khi bạn nói một người khác vui thì bạn sẽ phải thêm cái đuôi 하다 vào đó. A ơ 하다. Chứ lúc đó nếu chúng ta dùng là 부모님이 얼마나 기쁘신지 thì câu đấy sẽ là không chính xác. Bởi vì là chúng ta nói là bố mẹ tôi vui chứ không phải là mình vui. Thì với bất cứ tính từ nào cũng như vậy, các bạn lưu ý là khi nói khách, tức là cái câu đó nó ở dạng khách thể, tức là chủ ngữ không phải là chủ ngữ nói mà là một người khác nói, thì nó sẽ có cái tính từ đó nó sẽ được chuyển sang thêm cái đuôi, nó sẽ được cộng thêm cái đuôi ha ta vào đó. Bạn có thể đặt cho tôi một số ví dụ trong cái trường hợp như này không? 한국어를 공부하면서 얼마나 어려운지 모릅니다. 그래서 한국어를 공부하면서
얼마나 어려운지 몰라요. Đúng không? Là tôi học tiếng Hàn Quốc, trong tôi vừa học tiếng Hàn Quốc và đã thấy là nó rất là khó. Thế nhưng mà 열심히 공부하면 얼마나 재미있는지 몰라요. Gì nhỉ? Nếu như bạn học chăm chỉ thì bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là thú vị, đúng không? Những cái trường hợp này thì như ban nãy tôi đã nói, các bạn nên dùng trong những cái câu mà chúng ta muốn nói, muốn cho cái ý cảm thán vào ấy. Thế ví dụ như là 그 여자가 얼마나 예쁜지 몰라요. 그 여자가 얼마나 착한지 몰라요. Cô gái đó rất là đẹp hay là rất là hiền chẳng hạn. Nếu chúng ta chỉ nói là 그 여자가 아주 예뻐요 thì nó chỉ là một câu khen thông thường thôi. Thế nhưng mà khi chúng ta dùng cái cấu trúc này thì nó có xen cả cái nghĩa cảm thán vào đấy nữa. Đó là toàn bộ các cái ví dụ trong bài ngày hôm nay. Thế và rất hy vọng là các bạn đã hiểu rõ và sẽ sử dụng tốt những cái cấu trúc ngữ pháp này. Thế và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi học lần sau. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.